Rồi lấu thạch 800 lít do công ty Ilok Hải Dương chế tạo và sản xuất, lắp đặt thành công tại Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho nhà máy sản xuất thạch Lò Câu. Lồi lấu thạch 800 lít do công ty Inox Hải Dương sản xuất, lắp đặt tại Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.